Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần, ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Đó. Bây giờ là khoảng chừng là 7 giờ rưỡi tối và Thuận đã trở lại Trước hết thì hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và tôi vừa rồi đó cũng là một tuần mà kênh Thuận Capital cũng đã đạt được 5 năm Và trước hết cái mời các bạn đã dành thời gian để mà ủng hộ kênh trong vòng thời gian qua Và cũng như là chúng ta không những là bước vào đầu tuần mới mà chúng ta cũng bắt đầu bước vào một tháng mới Hôm nay là ngày 1 tháng 8 tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam kênh đã bước qua ngày thứ ba ngày 2 tháng 8 rồi Thì hôm nay đây chúng ta có thể nhìn vào một số những thông tin nổi bật Thật ra phần lớn hôm nay đây thường chia sẻ chủ yếu là những tin tức mới nhất mà thôi và chúng ta sẽ cố gắng theo dõi những thông tin này một cách nó logic nhất có thể Tại vì những thông tin hôm nay thì nó cũng không phải là liên quan trực tiếp với nhau đâu Nhưng mà chúng ta trước hết á thì nhìn vào Tình hình chung của thị trường tài chính chúng ta sẽ thấy được là tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ ra sao. Thì chúng ta đã thấy được là những chỉ số hôm nay đã bắt đầu tháng 8 này mở đầu thì đỏ một chút, không phải là đỏ nhiều lắm giống như là chỉ số Dow Jones, uh, S&P 500, Nasdaq đó, thì xuống hơn chừng là 0.1 đến 0.2. Cũng không có gì gọi là đáng nói sau khi đã có một cái tuần tăng mạnh tuần vừa rồi. Chúng ta có thể nhìn vào pre-market như thế nào là tương lai đó thì hiện bây giờ đỏ hơn. Chúng ta nhìn vào những chỉ số như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đó, đều xuống khoảng chừng là 0.5%. Và chúng ta nhìn vào à, dầu hiện tại đó, hợp đồng dầu bây giờ vẫn tiếp tục ở dưới 100 đô. Hôm nay xuống 0.72% là mức là 93 đô cho một thùng dầu. Và chúng ta nhìn vào vàng đó thì vàng hiện bây giờ ở mức là gần như muốn trở lại 1.800 đô Bây giờ là 1.793 đô cho một ounce vàng Đó là cái tài liệu hợp đồng mới nhất Và chúng ta có thể nhìn vào crypto thì sao Crypto đó thì cả ngày hôm nay các bạn thấy được là Sayonara mức khoảng chừng là 23.000 đô Hiện bây giờ đã thường làm video thì bitcoin ở mức là 22.894 Và chúng ta có thể nhìn vào trong dòng 24 giờ qua đây thì BTC xuống 1.9% Ethereum đó thì xuống 5.7% xuống nhiều hơn. À, những đồng khác như là BNB thì xuống 3.5%, XRP xuống 1.8%. Cardano, Solana tất cả đều xuống hết. Nói chung đó thì BTC hôm nay xuống một ít so với lại cuối tuần qua và những đồng altcoin thì cũng đi theo xu hướng của BTC. Còn đồng mà tăng nhiều nhất đó, chúng ta thì được là chúng ta có đồng EVMOS tăng 117%. Chili tăng 17% và sau sự lại tăng 16.4% và chúng ta có thể nhìn vào trong vòng 24 giờ qua đó xuống nhất đó chính là Filecoin xuống 23%. RV xuống 14%, Internet Computer xuống 13% và tổng số vốn hóa bây giờ ra thì vẫn tiếp tục giữ trên là 1,1 nghìn tỷ với cái phần trăm của BTC đó là ở mức dưới 40%, 39.7% và Ethereum là 17.4%. Chúng ta có thể nhìn thấy được là kết thúc cái tháng 7 vừa qua đó thì BTC cũng như là năm 2021 và năm 2020 kết thúc đó là con số dương tăng 17% ít hơn so với là hai năm trước mà vẫn là một màu xanh chúng ta đã bước qua tháng 8 rồi và cũng hai năm trước đó chúng ta có thể thấy được là tháng 8 cũng là một tháng màu xanh hy vọng là tháng này cũng là màu xanh nhưng mà sau 3 tháng liên tục tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó là một màu đỏ của năm nay thì tháng 7 là màu xanh trở lại chúng ta cũng có thể thấy được là cái sự lo lắng trên thị trường cũng giảm bớt khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số tham lam và sợ hãi đó cuối cùng chúng ta cũng đã trở lại cái mức là 33 vẫn là cái dùng sợ hãi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là trong một thời gian dài đó khi mình zoom ra các bạn sẽ thấy được là trong vòng và sử như một năm qua đi thì các bạn sẽ rất dễ dàng nhìn thấy được là từ cái thời điểm là đầu tháng 5 đó bắt đầu chúng ta bắt đầu có những cái sự kiện liên quan đến tin đồn về Celsius rồi tháng 6 chúng ta có thông tin liên quan tới Celsius rồi tới Voyager rồi tới Three Arrows à, Tất cả thời gian đó đó từ tháng 5 đầu tháng 5 cho đến khoảng chừng à, là đầu tháng 7 đó là chúng ta nằm ở một cái mức là cực kỳ sợ hãi liên tục trong một thời gian dài Đương nhiên không ai có thể biết được uh, tương lai ngắn hạn nhưng mà thường đó khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử dài hạn hơn thì những lúc mà chúng ta có những cái thời điểm mà cái sự sợ hãi cực độ đó nằm một thời gian dài đó, những lúc mà chúng ta có những cái dấu chấm bên dưới này nó gần khít với nhau đó, thường là những lúc mà chúng ta có thể là chung bình giá dài hạn được và điều đó cũng vừa xảy ra đối với BTC từ thời điểm đầu tháng 5 cho đến đầu tháng 7 lúc mà mọi người lo lắng nhất Chúng ta cũng đã thấy thời điểm đó cũng đã từng xảy ra vào tháng 5 năm 2021 à, cũng tương tự như là năm 2020 hồi tháng 3 cũng đã có cái hiện tượng đó Còn về thị trường chứng khoán đó, thì chúng ta cũng đã rời khỏi cái mức là cực kỳ sợ hãi rồi Chúng ta cũng nằm trong mức sợ hãi ở mức 40 hiện tại Chúng ta đã gần trở về cái mức neutral có nghĩa là cái mức bình thường Sau một tháng có cái sự tiến triển tốt hơn đó, thì mọi người cũng đã bớt lo sợ hơn thì câu hỏi là chúng ta đã thấy đáy hay chưa thì thật ra không ai có thể biết đáy đâu rồi các bạn Chỉ như thường đã chia sẻ đó, không ai có thể khẳng định được là chúng ta đã thấy đáy Nhưng có thể khẳng định là chúng ta đã gần đáy hơn là đỉnh Đó là cái cách suy nghĩ của Thuận Cho nên lúc nào cũng vậy chúng ta nhìn vào đầu tư dài hạn trung bình giá đó Thì nhìn vào cái mức giá hiện tại thì Thuận vẫn tin tưởng là chúng ta gần đấy hơn là đỉnh cho nên những mức trên thế này là những mức mà thường rất là thích trung mình giá như là thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn và gần đây hơn đó thường đã để ý thế là youtube cũng ít view hơn và cách đây vài tuần nó còn có nhiều comment tiêu cực khắp nơi bây giờ đã cũng ít thấy hơn thậm chí là comment tiêu cực cũng không có nhiều nữa mạng xã hội tương tác cũng rất là thấp đây là những cái dấu hiệu của sự chán nản và nếu chúng ta nhìn vào cái chu kỳ tâm lý thị trường đó thì các bạn có còn nhớ là chán nản nằm ở đâu hay là không Chúng ta đã từng nói tới cái chu kỳ tâm lý này cũng nhiều lần trên channel thường sẽ không có lặp lại hôm nay Nhưng mà những mà nào mà muốn tìm hiểu thêm nên thì có thể lên channel để mà tìm kiếm cái từ là chu kỳ tâm lý thị trường Đi đầu từ từ hoài nghi đến hy vọng, lạc quan, niềm tin, phấn khích, hưng phấn, kiêu căng, lo ngại, phủ nhận, hoảng loạn, đầu hàng, phẫn nộ Rồi cuối cùng là chán nản trước khi chúng ta trở về hoài nghi và bắt đầu một cái chu kỳ mới Có phải chúng ta đã nằm trong phần chán nản hay là không? các bạn hãy comment bên dưới như bạn nói là không đâu có thể chúng ta vẫn nằm trong cái phần phủ nhận hay là hoảng loạn và chúng ta vẫn còn có thể có thêm một đợt đi xuống nữa Các bạn hãy comment bên dưới cảm nghĩ của mình Đối với thuận thì sao? Đối với thuận nên như là thuận đã vừa chia sẻ với các bạn đó là Không ai có thể khẳng định được là chúng ta đã thấy đáy Nhưng mà có thể khẳng định là chúng ta đã gần đáy hơn là đỉnh Cho nên đối với thuận đó, cho dù chúng ta đang nằm ở phủ nhận Hay là chán nản hay là phẫn nộ đối với thuận đầu tư trung bình giá dài hạn Thì đây vẫn là những mức mà thuận cảm thấy là rất hợp lý Đối với bản thân của thuận mà thôi Mỗi bạn sẽ có những cái cách suy nghĩ riêng Và đương nhiên nếu như mà giá cả có thể có cái sự tăng trưởng thì ai cũng muốn nhưng mà ngược lại nếu giá cả không như ý muốn mà còn có thêm một đợt đi xuống nữa thì chúng ta lại có cơ hội để mà tích lũy chung mình giá ở những cái mức thấp hơn và thu muốn chia sẻ tuy là chúng ta thấy được là cái sự quan tâm đến từ những mạng xã hội bây giờ nó thấp hơn là trước đây không những là chỉ riêng channel của Thuần mà các bạn có thể là dễ dàng lướt qua channel của nhiều người Thậm chí những người nổi tiếng như là chúng ta nói tới là Allcoin Daily hay là Crypto us Thì cũng sẽ có những cái hiện tượng tương tự là cái sự tương tác thấp hơn, cái lượng view cũng thấp hơn Nhưng mà có một điều đó là chúng ta thấy được là cái số lượng người trader thì lại còn thú nhiều hơn trong những thời điểm như thế này Như là chúng ta nhìn vào, khi thường zoom vào đó Đây là cái dữ liệu trên crypto CryptoCoin Để cho chúng ta thấy được là có bao nhiêu lệnh margin đã được mở hiện bây giờ Thì chúng ta có thể nhìn thấy được đó là từ thời điểm ngày 17 tháng 6 đó Cái thời điểm mà chúng ta gặp cái sự cố liên quan tới 3 Arrows, Voyager Voyagers đó, Thì đã có rất nhiều lệnh bị thanh lý thời điểm đó Nhưng mà sau đó, đó các bạn thấy điều gì? Đó chính là cái đường màu xanh này đó lại có cái sự tăng trưởng trở lên có nghĩa là tuy là nhiều bạn có thể là chán nản rồi có thị trường này nhưng mà chúng ta lại thấy được là có một số những trader lại có hứng thú đối với cái tình hình hiện tại cho nên chúng ta mới thấy được là cái số lượng lệnh đã tăng lên trên những cái sàn và điều thứ hai chúng ta muốn biết đó là chúng ta đã biết là cái số lượng lệnh tuy đã giảm nhưng mà cũng có cái xu hướng tăng trở lại bắt đầu là từ giữa tháng 6 tới bây giờ nhưng mà cái số lượng lệnh này đó thì sử dụng cái phần trăm margin có cao hay là không Thì để trả lời câu hỏi này đó chúng ta nhìn vào tài liệu cũng trên crypto coin đó chính là estimated leverage ratio Thì cái đường màu xanh này đại diện cho là những cái lệnh mà đang mở đó là mở với lại cái vị thế đó là nhân bao nhiêu Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng margin sử dụng rất là cao Nghĩa là những lệnh bây giờ đó sử dụng cái phần trăm margin không hề nhỏ. Đó là những thông tin thường buôn mang đến cho các bạn tổng quát về thị trường. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái uh, tin tức ngày hôm nay đi. Một trong những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan đến chủ tịch của Minneapolis uh, của Fed. Thì Fed đó là cục chủ tịch liên bang của Hoa Kỳ thì có rất nhiều những chủ tịch và một trong những cái chủ tịch đó đó chính là chủ tịch Neil Kaskari của Minneapolis thì người này cũng được phỏng vấn ngày hôm qua đó ở trên chương trình face the nation thì người này nói gì thì người này nói đó là cho dù là bạn có tin là chúng ta đang trong suy thoái tài chính hay là không tin là đang trong suy thoái tài chính điều đó cũng không có quan trọng đâu quan trọng hơn đó là fed chỉ quan tâm đến tài liệu liên quan tới dữ liệu lạm phát và dữ liệu tiền lương và cái dữ liệu lạm phát thì vẫn còn cao và dữ liệu tiền lương đó thì vẫn tốt vẫn có thể có cái sự tăng trưởng cho nên hiện bây giờ đó là Fed vẫn cảm thấy được là nền kinh tế vẫn ổn cho dù là chúng ta có hay là không có suy thoái tài chính và điều này cũng là cái điều tương tự được chia sẻ bởi chủ tịch Fed là John Powell các bạn đã nhớ là ông ta cũng nói là sẽ không có lạm phát và cho dù là theo định nghĩa là có đi nữa đó thì đối với ông ta cũng không có lạm phát đương nhiên điều này cũng là cái thông điệp tương tự được chia sẻ bởi tổ bạch ốc cũng không muốn là chấp nhận lạm phát, đương nhiên mọi người đều sẽ có một cái uh, lý do riêng, giống như tôi bộ thì không muốn gắn liền với lạm phát rồi, còn về Fed đó, thì họ đang muốn tăng lại sức điều bạn đi lạm phát mà thì họ làm sao mà muốn gắn liền với lại hành động của họ và suy thoái được. Cho nên điều này đó, cũng không có nói lên được gì, chỉ biết được đó là cho dù chúng ta đi vào cái định nghĩa lạm phát theo lý thuyết nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là Fed sẽ lùi bước đó chính là điều chúng ta cần hiểu ở đây có nghĩa là cuộc họp kế tiếp của Fed là tháng 9 thì chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng trưởng tháng 9, tháng 11 và tháng 12 cho đến khi nào mà hết tháng 12 rồi đây họ mới bắt đầu là suy xét lại xem coi là bao nhiêu tháng ngày tăng đó thì cái phần trăm lạm phát đó sẽ ra sao sau khi mà cái phần trăm lãi suất đã thấm vào trong thị trường. Tôi nghĩ là không cần phải đợi lâu gì đâu, chúng ta cũng đã bắt đầu thấy cái uh, sự ảnh hưởng của cái việc tăng lãi suất rồi nền kinh tế đã thật sự chậm lại và thậm chí chúng ta cũng đã bắt đầu thấy những dấu hiệu là cái thị trường bất động sản ở Hoa Kỳ cũng đang nguội lại nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Hôm nay đó, thông tin đó chính là tháng 6 đó theo thống kê thì thị trường bất động sản đang nguội nhiều hơn nữa ước tính. À, chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái nơi bất động sản lớn đó, như là Seattle hay là ở Cali đó thì đều có dấu hiệu là những người bán nhà họ phải giảm giá xuống. Giảm bao nhiêu đó thì cũng không phải là nhiều lắm từ 5% tới 3% tùy theo nơi. Không phải nơi nào cũng như vậy, có nơi nhiều hơn, có nơi ít hơn. Nhưng mà cái điều mình không muốn nói với các bạn đó là cái sự kiện tăng lãi suất của Fed đó, thì cũng đã có cái sự ảnh hưởng gián tiếp đối với thị trường bất động sản tại vì đương nhiên lãi suất của Fed không phải là lãi suất của bất động sản lãi suất bất động sản là các bạn vay ngân hàng là vay 30 năm và nó thường là đi theo cái xu hướng nói chung là cái xu hướng của công trái phiếu 10 năm nhưng mà ngay cả tuần vừa rồi đó chúng ta đã thấy được là cái lãi suất của vay mượn nhà cũng đã có cái sự giảm xuống thường nhớ là giảm từ 5.6 5.7 bảy còn 5.2% nói chung nó vẫn là một cái phần trăm rất là cao cho nên chúng ta nhìn thấy được là cái thông tin là khi mà cái thống kê của bất động sản tháng 6 đó khi mà lãi suất đang ở mức cao thì đương nhiên sẽ khiến cho là ít người có thể mượn được nhiều tiền hơn và đương nhiên điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cái giá nhà thì có phải chúng ta sẽ có thể thấy được một cái sự suy thoái về nhà giống như năm 2008 hay là không Thì cũng không hẳn đâu các bạn, chúng ta bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra quyết định đó Tại vì tình hình bây giờ so với năm 2008 nó khác nhau cũng khá là nhiều nhất là khi chúng ta nói tới là cái người mà đi mua nhà đó thì khả năng của họ ra sao Năm 2008 nó khả năng của họ rất là tệ dẫn đến là cho dù là không có bị thất nghiệp thì nhiều người cũng không có thể là chi trả nổi nhà tại vì họ mượn một con số mà trên căn bản không phù hợp với mức lương của họ bây giờ đó thì cái số lượng người mà mua nhà đó họ đã vững chắc hơn về tài chính họ có nhiều tiền đau hơn trong căn nhà đó cho nên khả năng là cũng không có phải là giống lắm nhưng mà khả năng chúng ta vẫn có thể thấy được là giá nhà sẽ nguội thêm một chút nữa và những thông tin chúng ta thấy được là giá nhà giảm xuống đó thật ra cũng không hẳn là nhà đã hạ giá theo giá chính thức đâu tại vì có thể là nhiều người đó hồi tháng 5 hay là tháng 6 đó họ đăng cái giá lên rất là cao tại vì họ muốn bán đều với giá cao lúc đó có thể là nhiều người À, vẫn còn mơ mộng là giá nhà sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng mà sau đó họ biết được là cái giá cao gì đó thì sẽ không có khả năng là nhiều người tới mua cho nên những người đó đó họ giảm giá xuống từ cái mức giá cao mà không có phải là mức giá thật đó cho nên giảm xuống cũng không có nghĩa là giá nhà đang bị sập đâu chỉ có thể nói được là thị trường nhà đang nguội lại, một thông tin khác đó mà cũng có nhiều người nói tới đó, đó chính là thông tin liên quan tới Nancy Pelosi. Thì Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện. Và dựa theo nhiều nguồn ở Đài Loan đó thì Nancy Pelosi à, đã qua viếng thăm Đài Loan. À, đương nhiên bây giờ chúng ta vẫn không biết được lý do tại sao hay là vẫn chưa có xác thực được cái thông tin này nhưng mà nhiều người đó thì nghĩ tin này là thật thì tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm đến? Thì có một số bạn đó vẫn đang rất là lo lắng về cái sự kiện gần đây liên quan giữa Nga và Ukraine đó có lặp lại đối với là Trung Quốc và Đài Loan hay là không thì đó là chúng ta không thể nói được và đương nhiên nếu như mà có một cái sự cố như gì xảy ra nữa đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tài chính nói chung luôn chứ không có phải là ảnh hưởng chỉ riêng stock hay là crypto đâu tại vì đó Đài Loan rất là khác với Ukraine một chỗ đó chính là Đài Loan là một trong những nơi mà sản xuất rất là nhiều những cái con chip đó, những cái semiconductor chips những con chip các bạn dùng trong Samsung dùng trong Apple dùng trong xe và Taiwan chiếm khoảng chừng là 63 phần trăm của cái thị trường gần đây chúng ta cũng đã biết là có một cái gói ở hoa kỳ đó là hỗ trợ cái ngành sản xuất chips nhớ là khoảng 52 tỷ hay gì đó để đưa cho những công ty như là intel nvidia để có thể phát triển công nghệ làm chips và cũng có thể là một số tiền đó đó là đưa qua bên Đài Loan để có thể là họ tiếp tục à, phát triển công nghệ làm chip này, để có thể là đưa ra thêm nhiều con chip để không có gặp những cái sự cố như là không có đủ con chip để mà làm những cái xe bán cho người ta, cũng có thể chứ không phải là liên quan đến chính trị. Cái đó chúng ta không có biết được. Chỉ có là bây giờ nhiều người đó thì cũng khá là lo lắng tại vì với cái sự kiện gần đây của Nga và Ukraine, họ sợ là sẽ có những sự kiện tương tự xảy ra đối với lại Đài Loan. Đó là những gì mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Thì bây giờ chúng ta không có thêm bất cứ một thông tin nào khác ngoại trừ thông tin này và ngoại trừ điều này ra đó thì chúng ta cũng có một số những cái tài liệu liên quan đến crypto để thông chia sẻ với các bạn đầu tiên hết đó là chúng ta nhìn vào đây là cái thống kê tiền đến từ những quỹ đầu tư và những quỹ đầu tư đó thì họ cũng đã từ từ trở lại thị trường này để nói rõ hơn đó tuần vừa rồi các bạn sẽ thấy được là có tổng cộng là 81 triệu trở vào thị trường này như bạn nói là con số này là con số thật sự rất là nhỏ thì đúng rồi 81 triệu không phải là con số nhiều lắm nhưng mà đây là thống kê một tuần mà thôi và vẫn là một cái bước tốt cho thị trường sau khi mà đã có nhiều tiền rời khỏi những quỹ đầu tư này và quan trọng hơn đó là cái con số tiền này đi vào có phải để dùng để short bitcoin hay không thì không phải các bạn thấy được là trong cái danh sách này đây chỉ có một sản phẩm short bitcoin duy nhất mà thôi và tiền đó không những là không đi vào sản phẩm này mà còn rời khỏi có nghĩa là những nhà đầu tư lớn họ không muốn short bitcoin nữa không giống như những từ trước đó và phần lớn đó cái số tiền này là đi vào trong btc hầu như là một trăm phần trăm luôn tám mươi bốn tám triệu là đi vào BTC còn lại chúng ta hay được là có một số tiền rời khỏi một số những cái đồng khác và cái số tiền này đó phần lớn chúng ta thấy được là đến từ Canada rồi sau đó là ở Hoa Kỳ đây là hai nơi mà có cái số tiền trở lại thị trường này đến từ người đầu tư nhiều nhất trong vòng một tuần qua và đặc biệt đó là ở Canada là chiếm tới 67 triệu trong con số 81 triệu này và khi mà chúng ta nhìn vào Canada đây thì có một trong những cái quỹ ETF rất nổi tiếng đó chính là cái quỹ Purpose thì cái quỹ này đó chúng ta thấy được là cái thời điểm mà mọi người lo sợ ngày 16 tháng 6 đó đã có rất nhiều tiền rút ra khỏi cái quỹ này đó là những lúc mà mọi người lo sợ là không biết là có nên uh, giữ tiền trong những cái quỹ ETF này hay là không không biết là có phải là sẽ giống như là sao Celsius hay là Voyager sẽ không rút tiền hay không lúc đó mọi người rất là hoang mang các bạn đã biết là hầu như ai cũng muốn rút tiền ra khỏi sàn rút tiền khỏi những cái ứng dụng và đương nhiên cũng có nhiều người sợ muốn rút tiền ra khỏi những cái quỹ đầu tư ETF và cái quỹ lớn nhất đây chính là Purpose của Canada nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy được là cũng đã nguội lại mọi người đã không tiếp tục rút nữa kể từ là thời điểm ngày 17 tháng 6 Mãi cho đến thời điểm là ngày 27 tháng 7 Rồi chúng ta đã thấy được là cái số lượng tiền một lần nữa đã trở về cái quỹ ETF này Đây là dấu hiệu của những cái nhà đầu tư đó Họ đã bớt lo lắng hơn Và họ cũng đã mạnh dạng hơn đẩy một số tiền trở về cái quỹ Purpose Bitcoin ETF này Tại vì trước khi có sự kiện liên quan đến Celsius và Voyager Thì chúng ta được đây là một cái quỹ mà liên tục có thêm nhiều tiền what don't know my i can't hear that koko's looking one the sales is voyagers but three arrows let's go yeah i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a